Ngày 8 tháng 7, thầy và trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã đến viếng và dâng hương tại khu lưu niệm luật sư Nguyễn Hữu Thọ, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố luật sư. Cùng đi với trường có ông Nguyễn Hữu Châu, trưởng nam của luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Trong không khí trang trọng, ông Nguyễn Hữu Châu và tập thể thầy trò trường Trung học cơ sở Nguyễn Hữu Thọ đã dâng hương thành kính bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của luật sư Nguyễn Hữu Thọ, một trí thức yêu nước nhiệt thành, một cộng sản kiên trung mẫu mực, nhà lãnh đạo tài năng của cách mạng Việt Nam và là một người con ưu tú của quê hương Long An. Sau lễ dâng hương, đoàn đã tham quan phòng trưng bày, thư viện, xem phim tư liệu và tham quan di tích nhà thân sinh luật sư để tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Qua đó, góp phần giáo dục truyền thống cho các em học sinh và để các em thêm tự hào khi được học tập dưới mái trường mang tên nhà yêu nước, luật sư Nguyễn Hữu Thọ. Từ đó, ra sức phấn đấu học tập, trở thành những người có ích cho xã hội.